Các bạn đang nghe truyện ta có thể nhìn thấu tin tức vạn vật trên kênh TV Audio CV. Chương 789, Khôi phục tâm trí, 2. Ngụy Tử Hạo và những người khác ngươi một lời ta một câu, chậm rãi kể lại quá trình diệt vong của Thanh Vân Kiếm Cát. Ngụy Tinh Hà nghe đến mức run rẩy không thôi, không ngờ rằng Thanh Vân Kiếm Cát lại có một sư thúc tổ tà ác, quỷ dị như vậy. Năm đó hắn đưa con trai mình đi học nghệ, thật đúng là đưa dê vào miệng cọp nếu không phải lần này có lục thanh hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi không chỉ hai cha con bọn họ sẽ mất mạng mà toàn bộ thành châu phủ cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục sau khi tông chủ bị sư thúc tổ hành hạ đến chết chúng ta còn chưa kịp chạy ra khỏi tế châu đã bị hắn đuổi kịp bí bảo tông môn cất giấu trên người cũng bị hắn cướp đi sau đó chúng ta bị hắn khống chế tâm thần kiểm bùa chú dưới sự chỉ thị của sư thúc tổ chúng ta tốn mấy tháng trời lặng lẽ bày ra rất nhiều điểm yếu của trận pháp trong thành Châu phủ. Những chuyện sau khi trận pháp khởi động, phụ thân cũng đã biết. Nói đến đây, trong mắt Ngụy Tử Hạo lộ ra vẻ ấy nấy. Từ trong ký ức, hắn biết sau khi trận pháp mở ra, có không ít người dân trong thành Châu phủ vì vậy mà mất mạng. Tuy bọn họ bị ma tu khống chế, mới đi bố trí trận pháp. Nhưng những người dân kia chết đi, quả thật cũng có một phần trách nhiệm của bọn họ cho nên trong lòng ngụy tử hạo cũng không thoải mái mấy tên đệ tử thanh vân kiếm các khác cũng đều lộ ra vẻ ấy nấy trên mặt được rồi chuyện cũng đã qua bây giờ trận pháp ở thành châu phủ đã được hóa giải ma tu cũng đã đền tội những gì các ngươi gây ra trong thành là do thân bất do kỹ không phải lỗi của các ngươi đừng quá để ý ngụy tinh hà thấy con trai mình và những người khác ấy nấy trong lòng liền an ủi còn về việc có thể nghĩ thông suốt hay không thì phải xem tâm tính của từng người bọn họ may mà ngụy tử hạo và những người lát sau tất cả đều bình tĩnh trở lại ngụy tử hạo hỏi đúng rồi phụ thân bây giờ chúng ta đang ở đâu bây giờ chúng ta đang ở trong một hang núi cách thành châu phủ không xa lục tiểu lan quân nói trong người các ngươi đều trúng bùa chú của tên ma tu kia rất khó giải quyết là lấy việc rút sinh cơ trong cơ thể các ngươi làm nguyên liệu để đổi lấy lực lượng nếu không sớm hóa giải không bao lâu nữa các ngươi sẽ chết vì cạn kiệt sinh cơ vừa rồi chính là lục tiểu lan quân giúp các ngươi giải trừ sự khống chế tâm thần các ngươi mới có thể khôi phục lý trí ngụy tinh hà giải thích ngụy tử hạo và những người khác chấn động nhìn về phía lục thanh trong mắt hiện lên vẻ kính sợ bởi vì ký ức lúc bị khống chế tâm thần không hề biến mất cho nên bọn họ đều biết thiếu niên trước mắt này đáng sợ đến mức nào giống như mấy tên đệ tử thanh vân kiếm các kia bọn họ đã tự mình cảm nhận qua thực lực của lục thanh đến giờ bọn họ vẫn không biết lục thanh đã sử dụng loại lực lượng gì vậy mà có thể dễ dàng trấn áp bọn họ những người lúc đó có thực lực tiên thiên cảnh mà không cần động tay động chân về phần ngụy tử hạo thì càng không cần phải nói mấy vị đồng môn bị lục thanh trấn áp hôn mê từ sớm không thể nhìn thấy hắn chiến đấu với ma tu nhưng ngụy tử hạo lại xem từ đầu đến cuối cho nên hắn càng hiểu rõ hơn thực lực của lục thanh rốt cuộc đáng sợ đến mức nào đó là cảnh giới mà hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đa tạ lục tiểu lan quân ân cứu mạng, còn chém chết tên ma tu kia, báo thù biển máu này cho thanh vân kiếm tông chúng ta. Ngụy tử hạo không thể đứng dậy, đành phải miễn cưỡng ôm quyền thi lễ, vẻ mặt đầy cảm kích nói. Đa tạ lục tiểu lan quân ân cứu mạng, mấy tên đệ tử thanh vân kiếm các khác cũng cung kính nói lời cảm tạ. Không cần đa lễ, đây là một bình thuốc trị thương, các ngươi chia nhau uống đi. Bồ chú trong cơ thể các ngươi đã bị ta tạm thời trấn áp lại. Sau khi uống thuốc trị thương, đến ngày mai, vết thương trên người các ngươi hẳn là sẽ không còn gì đáng ngại. Đến lúc đó chúng ta sẽ khởi hành về Thương huyện, rồi xem khi nào có thể hóa giải hoàn toàn bồ chú trong cơ thể các ngươi. Lục Thanh lấy ra một bình đan dược, đưa cho Ngụy Tử Hạo và những người khác. Nhưng lúc mấy người kia uống thuốc trị thương, tinh thần của hắn lại tiến vào trong ly hỏa đỉnh. Chủ nhân tinh thần của bọn họ đã khôi phục rồi sao? thấy lục thanh đến, ma tu lập tức ân cần nên đón không gian linh khí bên trong phong bế tất cả với cảnh giới hiện tại của ma tu không thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài không sai ấn ký ma khí trong đầu bọn họ đã bị ta xóa bỏ khôi phục tâm trí xem như ngươi thức thời không có dấu giếm lừa gạt ta lục thanh gật đầu nói tiểu nô nào dám hiện tại tiểu nô đã bị nô dịch nếu có hai lòng làm sao có thể giấu giếm được chủ nhân ngài ma tu vội vàng nói trên trung tâm chân linh của ma tu đã bị lục thanh đánh vào thần hồn ấn ký hoàn toàn nô dịch chỉ cần trong lòng nó sinh ra một chút suy nghĩ bất lợi cho lục thanh đều sẽ bị lục thanh cảm ứng được cho nên hiện tại nó tuyệt đối không dám có ý đồ gì khác nghe vậy lục thanh không tỏ ý kiến gì đúng là dưới sự nô dịch của thần hồn hắn có thể tùy thời cảm nhận được ba động suy nghĩ của ma tu. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của tên ma tu này. Bởi vì hắn biết, giới tu hành rất rộng lớn, có vô số người tu vi cao thâm. Ví dụ như thiên nguyên đại thế giới kia, có rất nhiều người có đại thần thông. Công pháp tu hành kỳ lạ, càng nhiều như biển. Không chừng có công pháp quỷ dị nào đó có thể hóa giải thần hồn nô dịch ai biết tên ma tu này có tu luyện tà công nào có thể che giấu suy nghĩ khiến hắn không cảm ứng được hay không được rồi xem như ngươi còn ngoan ngoãn ta sẽ cho ngươi một ít ma khí để tia thần hồn này của ngươi khôi phục một chút chờ khi ngươi khôi phục đến mức độ nhất định lập tức hóa giải bùa chú trên người ngụy tử hạo và những người kia cho ta lục thanh nói xong trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay màu đen bị đứt lìa ném cho ma tu chính là bàn tay mà hắn dùng chiến đao chém đứt trong lúc chiến đấu với Ma Tu lúc trước. Đa tạ chủ nhân, Ma Tu thấy bàn tay bị đứt, lập tức mừng rỡ, vội và nhào tới, bắt đầu hấp thu ma khí trong lòng bàn tay. Hắn lúc trước bị lục thanh dùng linh hỏa trong đỉnh luyện hóa, bản nguyên hao tổn hơn phân nửa, đã đến tình trạng nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng hấp thu ma khí để bổ sung bản nguyên, e rằng không bao lâu nữa, không cần lục thanh động thủ, hắn cũng sẽ sụp đổ, tiêu tán lúc ma tu đang hấp thu ma khí để khôi phục bóng dáng của viêm xuất hiện bên cạnh lục thanh tiểu lan quân ngươi định giữ lại mạng cho tên ma tu này tạm thời giữ lại tên ma tu này có lai lịch bất phàm ta có một số việc muốn hỏi hắn hắn tạm thời còn hữu dụng lục thanh thản nhiên nói kiếp trước của tên ma tu này đến từ thiên nguyên đại thế giới lục thanh rất tò mò về nơi đó tiểu lan quân hiểu rõ trong lòng là tốt rồi nhưng ma tu trời sinh xảo trá tên ma này lại có lai lịch quỷ dị tiểu lan quân vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn thần hồn nô dịch cũng không phải là vạn vô nhất thất viêm nhắc nhở yên tâm đi tiền bối ta tự có tính toán lục thanh nói hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thả tên ma tu này ra khỏi không gian linh khí chỉ cần nó còn ở trong không gian linh khí lục thanh có cả ngàn cách để nắm giữ nó huống chi hắn cũng chưa từng nói nhất định sẽ tha cho nó một con đường sống thấy lục thanh tràn đầy tự tin viêm gật đầu không nói thêm gì nữa nó đã chứng kiến sự cẩn thận của lục thanh thiếu niên này nếu thật sự muốn tính kế ai đó thì ngay cả nó cũng có thể bị lừa đã hắn có chủ ý rồi mình tự nhiên không cần phải khuyên can nhiều lời lục thanh và viêm nói chuyện với nhau tuy rằng ngay trước mặt ma tu nhưng ma tu lại không hề có phản ứng gì đều bởi vì trong không gian linh khí tất cả đều do lục thanh và viêm làm chủ bọn họ nói chuyện đương nhiên sẽ không để ma tu nghe thấy sau khi ném bàn tay bị đứt cho ma tu lục thanh không dừng lại trong ly hỏa đỉnh quá lâu rất nhanh liền rời khỏi hắn nhìn một chút thấy ngụy tử hạo và những người khác vẫn đang trị thương cũng không quấy rầy bọn họ tự mình tiếp tục ngồi xếp bằng thần hồn lực lượng từ khiếu huyệt mi tâm hiện ra tản ra xung quanh cảm ứng không gian thiên địa hôm nay thiên địa đạo âm lần thứ tư vang lên hắn vẫn chưa kịp cảm nhận kỹ càng sự biến hóa của thiên địa thần hồn lực lượng hiện tại của lục thanh vô cùng cường đại có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính cho nên hắn rất nhanh đã cảm nhận được sự khác biệt của thiên địa linh khí trong thiên địa trở nên nồng đậm hơn đó là điều đương nhiên điều khiến lục thanh chú ý hơn là sau thiên địa đạo âm lần thứ tư quy tắc thiên địa lại càng thêm vững chắc hoàn thiện áp chế vô hình của quy tắc mà hắn cảm nhận được sau khi đột phá đến luyện khí đại thành đã biến mất không thấy gì nữa hắn biết đây là do quy tắc thiên địa tiến thêm một bước diễn hóa hoàn thiện có thể dung nạp sự ra đời của tu sĩ càng thêm cường đại nói cách khác từ nay về sau hắn không cần phải lo lắng mình sẽ giống như trên đường đi đến trung châu do tốc độ tu luyện quá nhanh mà rõ ràng cảnh giới tu vi đã đạt đến nhưng do quy tắc thiên địa chưa hoàn thiện nên chậm chạp không cách nào đột phá Lần này, rốt cuộc quy tắc thiên địa cũng diễn hóa nhanh hơn tốc độ tăng lên của tu vi hắn. Sau này, chỉ cần hắn tu luyện từng bước một, đột phá đến trúc cơ kỳ hẳn là sẽ không còn trở ngại nữa. Hiểu rõ điều này, Lục Thanh cảm thấy vui mừng trong lòng. Tuy rằng quy tắc thiên địa tiến thêm một bước hoàn thiện, hạn chế đối với cường giả cũng yếu đi rất nhiều. Không chừng sẽ có cường giả chân chính xuất thế từ mấy bí cảnh thần bí kia. Nhưng với thực lực hiện tại của Lục Thanh, cho dù phải đối mặt với trúc cơ kỳ chân chính, hắn cũng không e ngại. Huống chi hắn còn có vài kiện linh khí. Có mấy món đại sát khí này trong tay, đừng nói là trúc cơ kỳ bình thường, cho dù là trúc cơ viên mãn, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Huyền Không Sơn, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể cho ta một chút kinh hỉ. Trong mắt Lục Thanh hiện lên một tia tà nhẫn. Bí cảnh Huyền Không Sơn. Khi thiên địa đạo âm lần thứ tư vang lên, Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, im lặng lắng nghe. Đạo âm mênh mông vô bờ, vang vọng khắp đất trời bát phương, ngay cả bí cảnh cũng không thể ngăn cản. Mãi đến khi đạo âm biến mất, không còn vang lên nữa, mọi người mới hoàn hồn trở lại, rối rít bàn tán. Thiên địa đạo âm lần thứ tư, vậy mà đã đến nhanh như vậy, ta có thể cảm nhận được, nồng độ linh khí trong bí cảnh đang tăng lên, thiên địa đạo âm lần thứ tư vừa vang lên, chứng tỏ quy tắc thiên địa bên ngoài càng thêm hoàn thiện mọi người trong bí cảnh nghị luận ồn ào. Trong ngôi miếu cổ kính trên đỉnh huyền không sơn, mấy đạo ý chí cường đại cũng đang giao lưu với nhau. Đạo âm lần thứ tư đã vang lên, quy tắc thiên địa bên ngoài sẽ nhanh chóng diễn hóa đến mức có thể dung nạp chúng ta. Vẫn chưa đủ, đạo âm lần thứ tư xuất hiện, chỉ đại biểu cho việc quy tắc có thể dung nạp rút cơ kỳ tự do hành động. Nhưng nếu chúng ta muốn tiến thêm một bước, độ kim đang kiếp, thì vẫn còn lâu mới đủ, ít nhất phải đợi đến đạo âm lần thứ năm không vội đạo âm lần thứ tư này đến sớm hơn dự đoán của chúng ta nghĩ đến đạo âm lần thứ năm hẳn là cũng sẽ không quá xa nhưng mà đạo âm lần thứ tư đã vang lên chứng tỏ quy tắc thiên địa bên ngoài đã có chút hoàn thiện vững chắc theo ghi chép của cổ tịch một số cơ duyên của thiên địa cũng sắp xuất thế có lẽ cũng đến lúc để đệ tử trong bí địa ra ngoài lịch luyện rồi không sai bí cảnh của chúng ta dù sao cũng chỉ là tầng không gian phụ thuộc vào chủ thế giới. Quy tắc bên trong tự nhiên có thiếu sót, các đệ tử không ra ngoài lịch luyện, thì căn cơ khó mà vững chắc. Vậy để bọn họ ra ngoài lịch luyện một phen, huyền không sơn chúng ta, cuối cùng chỉ có bén rễ ở chủ thế giới mới có thể phát triển lớn mạnh. Còn có, lần trước vô gian lâu không phải đã điều tra được nơi ở của tên tiểu tặc dám xúc phạm uy nghiêm huyền không sơn chúng ta sao? nhân tiện xem thử có thể bắt hắn độ hóa hắn hay không tốt thiếu niên kia rõ ràng là một trong những người có đại khí vận của thời đại này nếu có thể quy y cửa phật cũng có thể tăng thêm chút nội tình cho huyền không sơn chúng ta không bao lâu một đạo phật lệnh từ ngôi miếu trên đỉnh núi bay ra bay xuống dưới rất nhanh đã đến đại điện hùng vĩ trên sườn núi rơi vào tay huyền ý huyền ý xem xong nội dung phật lệnh sắc mặt lập tức nghiêm lại lúc này cũng có người gõ vang chung Phật. Tiếng chung hùng hồn, trầm trọng vang lên, tất cả tăng nhân của huyền không sơn trong bí cảnh sau khi nghe thấy, đầu tiên là thân thể chấn động, sau đó đều hướng về phía đại hùng bảo điện. Cùng với tiếng chung trầm trọng. Trong làng của một mạch vô gian lâu, vị lâu chủ thần bí có khí tức quỷ dị kia đang đứng trên đỉnh tòa tháp gỗ, ngẩng đầu nhìn ngọn núi to lớn lơ lửng giữa không trung ở trung tâm bí cảnh. Lâu chủ, huyền không sơn gõ vang chung Phật, là có ý gì? thân ảnh của u trưởng qua viết xuất hiện bên cạnh lâu chủ cũng nhìn ngọn núi to lớn trên không trung kia. còn có thể là gì nữa? thiên địa đạo âm lần thứ tư đã vang lên quy tắc thiên địa bên ngoài tiến thêm một bước diễn hóa hoàn thiện. huyền không sơn này e rằng rốt cuộc cũng muốn hành động rồi. lâu chủ vô giang lâu chậm rãi nói. ngài nói là huyền không sơn sắp xuất thế. u trưởng lão giật mình. có phải như vậy hay không? mấy ngày nữa sẽ biết. Vậy lâu chủ, chúng ta nên làm gì? Người ở dưới mái hiên, chúng ta có thể làm gì chứ? Chỉ có thể xem thử Thánh Địa Phật Gia từ bi này có cần chúng ta, những kẻ sống trong bóng tối, làm chút chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng hay không?" Lâu chủ Vô Giang Lâu Thản nhi nói, trong giọng nói lại có một tia bất đắc dĩ. U trưởng lão im lặng. Hắn biết, đây chính là hiện thực mà Vô Giang lâu bọn họ phải đối mặt. Trước mặt Huyền Không Sơn, thế lực có quyền khống chế tuyệt đối đối với bí cảnh nội tình thâm sâu khó lường, thì vô gian lâu bọn họ chẳng mạnh hơn con kiến là bao. Người ta muốn bóp chết bọn họ, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên trước thực lực tuyệt đối, cho dù bọn họ có mưu tính gì, cũng chỉ có thể giấu trong lòng, không dám để lộ ra ngoài. U trưởng lão, lần trước ngươi ra ngoài điều tra tin tức, nói rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, đột nhiên, lâu chủ vô gian lâu hỏi. Không sai, bây giờ thiên địa bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, khác xa với ghi chép của các vị tổ tiên. Nhất là sau khi linh khí khôi phục, giới tu hành bên ngoài giống như suối phun. Càng có võ giả cường đại, thực lực đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. U trưởng lão nhớ lại lúc trước khi ra ngoài dò la tin tức, gặp phải lão đại phu và tên ma tu đáng sợ kia. Hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thực lực cường đại như hắn, trước mặt hai người kia, lại gần như không có chút sức phản kháng nào. Nếu không phải lúc trước lâu chủ ban thưởng dị bảo, hắn thậm chí còn không có khả năng chạy trốn. Rất tốt, thế lực bên ngoài càng cường đại càng tốt. Lâu chủ Vô Giang lâu gật đầu nói, như vậy mới có một ngày Huyền Không Sơn cần đến chúng ta, mà đó cũng là cơ hội duy nhất để Vô Giang lâu chúng ta thoát khỏi sự khống chế của Huyền Không Sơn. Lâu chủ Vô Giang lâu nhìn ngọn núi to lớn trên bầu trời, cùng những ngôi chùa giác vàng lờ mờ có thể nhìn thấy trên núi tài nguyên trong bí cảnh này gần như đều bị huyền không sơn nắm giữ. Bọn họ ngay cả sinh tồn cũng có chút khó khăn, huống chi là tu luyện. Vô gian lâu từng giây từng phút đều muốn chấm dứt tình cảnh này. Nhưng trong hơn một ngàn năm trước, tổ tiên của bọn họ không tìm thấy bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi huyền không sơn. Trận pháp tiến vào bí cảnh nằm trong tay huyền không sơn, mà chỉ có cao tăng Phật Pháp tinh thâm mới có tư cách mở ra. Không được cho phép, bọn họ căn bản không thể tìm được cơ hội ra ngoài. Ít nhất là các đời tổ tiên, âm thầm cố gắng không biết bao nhiêu lần, đều không thấy một tia hy vọng. Đừng nói là chạy ra khỏi bí cảnh, ngay cả việc chạm đến huyền không sơn trên bầu trời, trong hơn một ngàn năm qua, cũng chưa từng có một đệ tử nào của vô gian lâu làm được. Dù sao, cho dù là tiên thiên cảnh viên mãn, cũng không thể ngự phong phi hành, lăng không hư độ. Nhưng mà, nếu bên ngoài đúng như lời u trưởng lão nói, Cường giả nhiều như mây. Huyền Không Sơn không thể độc bá thiên hạ, có lẽ đó chính là cơ hội duy nhất để bọn họ thoát khỏi Huyền Không Sơn. Ngay khi Huyền Không Sơn bắt đầu bận rộn bố trí, mấy đại bí cảnh khác cũng do đạo âm lần này vang lên mà có những hành động khác nhau. Vân Thủy Bí Cảnh. Bí cảnh này lại hoàn toàn khác với Huyền Không Sơn. Khắp nơi đều là hồ nước và hải đảo lớn nhỏ, hơi nước lượn lờ, hòa vào mây trời. Thỉnh thoảng có chim lớn bay lượn vừa hùng vĩ vừa mờ ảo giống như tiên cảnh trên một hòn đảo ở giữa hồ nước lớn nhất không ngừng có chim lớn bay tới mỗi con chở một hai bóng người từ bốn phương tám hướng chạy đến đáp xuống đảo đại sư huynh tổ sư triệu tập chúng ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy một thiếu nữ xinh đẹp điều khiển một con chim lớn màu trắng từ trên không đáp xuống vừa đặt chân xuống đất đã không kịp chờ đợi hỏi ta cũng không biết đại sư huynh lắc đầu có phải là có liên quan đến thiên địa đạo âm vừa rồi không một thanh niên hỏi không rõ chờ tổ sư bọn họ ra ngoài chúng ta sẽ biết đại sư huynh vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn ngay khi đám đệ tử vân thủy bí cảnh đang đoán xem nguyên nhân tổ sư triệu tập bọn họ là gì đột nhiên mấy đạo khí tức ôn hòa mà mờ ảo từ phía trước xuất hiện mấy lão giả mặt trường bào màu trắng từ trên trời rơi xuống các đệ tử lập tức biến sắc đồng loạt hành lễ nói bái kiến tổ sư miễn lễ lần này gọi các ngươi đến đây là có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi lão giả dẫn đầu ôn hòa nói các đệ tự sắc mặt nghiêm túc im lặng lắng nghe đạo âm lần thứ tư đã vang lên quy tắc thiên địa bên ngoài diễn hóa càng thêm ổn định ta và mấy vị sư huynh thương lượng một chút có lẽ đã đến lúc các ngươi ra ngoài rèn luyện rồi chuyện tương tự như vân thủy bí cảnh cũng xảy ra ở hai bí cảnh còn lại đối mặt với việc thiên địa đạo âm lần thứ tư vang lên tứ đại bí cảnh đều đưa ra quyết định giống nhau đến kinh người đó chính là để đệ tử dưới trướng xuất thế lịch luyện vừa là để rèn luyện đệ tử vừa là để dọn đường chuẩn bị cho việc tông môn thật sự xuất thế vào một ngày nào đó những biến động bên ngoài không hề ảnh hưởng đến lục thanh sau khi uống thuốc trị thương đến ngày hôm sau ngụy tử hạo và những người khác đã khá hơn rất nhiều cơ bản đã có thể hành động bình thường Lục Thanh và Ngụy Tinh Hà liền không dừng lại, mang theo mấy người kia một đường chạy về Cửu Lý thôn, an trí bọn họ ở biệt viện của Ngụy gia. Hai ngày sau, Ma Tu sau khi hấp thu ma khí trong bàn tay bị đứt, thần hồn có chút khôi phục, cuối cùng cũng hóa giải được bùa chú trong cơ thể Ngụy Tử Hạo và những người khác. Nhưng mà, tuy bùa chú đã được hóa giải, nhưng mấy người kia đã bị bùa chú hấp thu quá nhiều sinh cơ. Căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng, ngay cả tuổi thọ cũng bị hao tổn không ít. Nhất là Ngụy Tử Hạo, lúc hắn truy kích Ngụy Tinh Hà, đã thôi động Bùa Chú quá mạnh, hao tổn tuổi thọ cũng nhiều nhất. Đến khi Bùa Chú được hóa giải, hai bên tóc mai của hắn vậy mà đã xuất hiện tóc bạc. Điều này khiến Ngụy phu nhân sau khi biết chuyện, không nhịn được mà khóc lớn một hồi. Ngụy Tử An cũng vì chuyện huynh trưởng gặp phải mà vô cùng bi phẫn, hận mình lúc đó không có ở thành Chu phủ, không thể tự tay đâm chết tên ma tu đáng ghét kia. Ngược lại là Ngụy Tử Hạo, sau khi trải qua kiếp nạn này, tâm tính trở nên bình thản hơn rất nhiều không những không quán trời trách đất mà còn an ủi mẫu thân và đệ đệ nói mình đại nạn không chết đã là vạn hạnh tổn thất một chút tuổi thọ cũng không đáng là gì so với những đồng môn trong tông bị tra tấn đến chết thì những gì hắn gặp phải đã được xem là may mắn sự trầm ổn của ngụy tử hạo khiến ngụy sơn hải và ngụy tinh hà rất hài lòng tuy nói lần này ngụy tử hạo gặp phải kiếp nạn suýt chút nữa mất mạng nhưng rõ ràng, sau khi trải qua kiếp nạn này, tâm tính của hắn đã được tôi luyện rất nhiều, cũng coi như là trong họa có phúc. Về phần tuổi thọ bị hao tổn, chỉ cần hắn chịu khó tu luyện, tương lai nếu bước vào tiên thiên cảnh, chưa chắc không có hy vọng bù lại. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lục Thanh lại khôi phục cuộc sống yên bình thường ngày. Ngoài việc tu luyện ra, mỗi ngày hắn chỉ làm ruộng, câu cá, hoặc là chỉ điểm tiểu nghiên tu hành. Sau khi tiểu nghiên đột phá, Lục Thanh cũng chọn cho nàng một môn thực khí pháp thích hợp, truyền thụ cho nàng, để nàng từ từ tu luyện. Còn về pháp thuật, Lục Thanh tạm thời không có ý định truyền thụ. Tiểu nghiên còn nhỏ, tâm tính chưa vững. Tu luyện pháp thuật quá sớm sẽ dễ dàng khiến nàng xa vào, không phân biệt được đúng sai. Với tình hình hiện tại của nàng, vẫn nên lấy việc củng cố căn cơ làm chủ. Cho nên Lục Thanh tạm thời chỉ truyền thụ thực khí pháp cho tiểu nghiên, mỗi ngày cô động linh lực trong lúc rảnh rỗi, Lục Thanh cũng thỉnh thoảng dùng tâm thần giao lưu với Ma Tu, hỏi han về những chuyện liên quan đến thiên nguyên đại thế giới. Ma Tu đã bị Lục Thanh thần hồn nô dịch, đối với câu hỏi của chủ nhân, tự nhiên là biết gì nói nấy, không dám giấu giếm chút nào. Bởi vậy, mấy ngày sau, tuy Lục Thanh trông có vẻ nhàn rỗi, nhưng kỳ thật kiến thức và tầm mắt về tu hành của hắn đang tăng lên mỗi ngày. Ngươi nói gì, ngươi biết cách sử dụng ánh sáng công đức, một ngày nọ, Lục Thanh vẫn đang dùng tâm thần nói chuyện phím với Ma Tu. Vô tình hỏi Ma Tu xem nó có biết cách sử dụng ánh sáng công đức hay không. Khi hỏi ra câu này, Lục Thanh vốn không ôm hy vọng gì. Dù sao chính tà bất lưỡng lập. Hắn không cho rằng một ma tu sẽ biết cách sử dụng ánh sáng công đức. Không ngờ rằng, Ma Tu lại cho hắn một câu trả lời ngoài dự đoán. "Bẩm chủ nhân, tiểu nô quả thật biết một chút về cách sử dụng ánh sáng công đức." ma tu cung kính đáp trong thiên nguyên đại thế giới tông phái san sát trong đó có mấy tông phái phật môn thế lực cường đại mấy tên đầu trọc kia và ma tu chúng ta rất không hợp nhau cho nên thường xuyên xảy ra xung đột tiểu nô từng chém chết mấy tên phật tu có thế lực không tồi có được một số công pháp phật môn trong đó có liên quan đến cách sử dụng ánh sáng công đức nghe thấy lời ma tu nói lục thanh quả thật có chút vui mừng không ngờ mình muốn tìm kiếm cách sử dụng ánh sáng công đức mà tìm mãi không thấy vậy mà lại có được từ một ma tu nghĩ vậy thật đúng là cảm thấy có chút hoang đường vậy ngươi nói xem ngươi biết những cách sử dụng ánh sáng công đức nào lục thanh vội vàng hỏi vâng chủ nhân ma tu cung kính đáp nhưng mà chủ nhân kiếp trước tiểu nô là ma tướng tu luyện chính là công pháp ma đạo chính thống do ma tôn truyền thụ ma khí trong cơ thể tự nhiên bài xích khí tức phật đạo cho nên sau khi có được những công pháp phật đạo kia cũng không có tu luyện chỉ là hơi nghiên cứu một chút rồi ném sang một bên lại thêm việc chân linh thần hồn của tiểu nô đã trải qua nhiều lần chuyển thế rất nhiều ký ức cũng đã mất đi bởi vậy chủ nhân hiện tại tiểu nô chỉ nhớ hai cách sử dụng ánh sáng công đức nếu chủ nhân cần tiểu nô sẽ truyền thụ cho chủ nhân nhưng mà chủ nhân hai môn công pháp này tiểu nô không thể tu luyện cho nên cũng không biết có thật sự hữu dụng hay không không sao ngươi cứ truyền cho ta đi thông qua thần hồn nô dịch ấn ký lục thanh có thể cảm nhận được ma tu không hề nói dối bởi vậy hắn liền trực tiếp nói dù sao hắn có dị năng có thể tiến hành suy diễn lĩnh ngộ pháp môn là thật hay giả hắn liếc mắt là biết vâng chủ nhân rất nhanh lục thanh đã nhận được tin tức mà ma tu truyền đến thông qua thần hồn nô dịch ấn ký đồng thời hắn cũng nhận được nhắc nhở của dị năng phát hiện công pháp truyền thừa có tiến hành mô phỏng đao loát không hắn không do dự lập tức lựa chọn đao loát mô phỏng đang đao loát tiến độ 1%, 2%, 3%, 98%, 99%, 100%, ba phần đao loát hoàn tất có tiến hành mô phỏng không Lục Thanh trực tiếp lựa chọn mô phỏng. Đang mô phỏng, tiến độ, 1%, 2%, 3%, 99%, 100%, mô phỏng hoàn tất, có tiến hành học tập không? Lục Thanh lựa cận học tập. Ngay sau đó, một lượng lớn tin tức cảm ngộ từ sâu trong đầu hắn hiện lên. Đối với loại cảm giác này, Lục Thanh đã sớm quen thuộc, lúc này nhắm mắt lại, yên lặng tiếp thu những cảm ngộ này. Không lâu sau, khi hắn mở mắt ra, trong mắt đã tràn đầy vui mừng không ngờ lại là hai loại pháp môn này khi lĩnh hội xong hai loại pháp môn mà ma tu đưa ra lục thanh lộ ra vẻ vui mừng trong mắt hai loại pháp môn này quả thật đều là cách sử dụng ánh sáng công đức trong đó một loại tên là công đức chi y là một môn công pháp loại kia là pháp môn về cách ngưng tụ công đức chi bảo hai loại pháp môn này trọng điểm đều là cách sử dụng ánh sáng công đức cho dù không hiểu công pháp phật đạo cũng không ảnh hưởng cho nên ngay cả lục thanh cũng có thể tu luyện chỉ là khi bắt đầu lựa chọn lục thanh lại hơi do dự hắn hóa giải kiếp nạn của thành châu phủ được thiên địa ghi nhận ban xuống công đức tuy nhận được không ít ánh sáng công đức nhưng vẫn chưa đủ để hắn đồng thời tu luyện cả hai cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể chọn một trong hai để tu luyện lục thanh bắt đầu suy nghĩ về ưu nhược điểm của hai loại pháp môn công đức chi y, dùng ánh sáng công đức mà bản thân có được, thông qua pháp môn đặc biệt để ngưng tụ thành pháp y, khi công đức chi y hoàn thành, có thể cầu phúc tránh họa, trấn áp tà ma ngoại đạo, bảo vệ tâm thần. Nhất là có tác dụng phòng ngự với các loại công kích nhắm vào thần hồn. Là một môn công pháp đặc thù thiên về phòng ngự thần hồn. Hơn nữa, theo sự tăng lên của ánh sáng công đức, công đức chi y có thể tiến dai. Cao nhất có thể lột xác thành công đức thiên y, vi năng có thể nói là chưa tà tránh lui ngay cả ma tôn ma tướng cũng phải kiên kỵ đương nhiên muốn ngưng tụ thành công đức thiên y cần một lượng ánh sáng công đức khổng lồ hoàn toàn không phải thứ mà chút ánh sáng công đức trong khiếu huyệt mi tâm của lục thanh có thể với tới hơn nữa công pháp mà ma tu truyền thụ cũng chỉ nói sơ qua về công đức thiên y không có pháp quyết ngưng tụ cụ thể còn về pháp môn luyện chế công đức chi bảo nói thật pháp môn này kém hơn, công đức chi y, một chút. Chủ yếu giảng giải cách dung nhập ánh sáng công đức vào trong pháp bảo. Công đức chi bảo luyện chế thành công có thể khắc chế ma tu, tà tu cùng với những thứ tà ma khác. Chỉ là cách luyện chế này theo Lục Thanh, không huyền diệu bằng công đức chi y. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Lục Thanh vẫn quyết định tu luyện công đức chi y. Không còn cách nào khác, giới hạn của môn công pháp này quá cao khiến lục thanh nhìn thấy cũng phải động lòng tuy về sau hắn khó mà có được thêm ánh sáng công đức nhưng chỉ cần tu luyện công đức chi y đến nhập môn thì hiệu quả phòng ngự thần hồn cũng đủ khiến hắn thèm thuồng rồi vừa lúc hắn đánh giá một chút ánh sáng công đức trong khiếu huyệt mi tâm của mình hẳn là vừa đủ để tu luyện môn công pháp này đến nhập môn sau khi quyết định trong lòng lục thanh trực tiếp mở dị năng bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu môn công pháp công đức chi y này không lâu sau một cổ khí tức ấm áp từ trên người lục thanh hiện ra. Lại nửa canh giờ sau, một tầng hào quang màu vàng kim nhà nhạt từ trên người hắn tỏa ra. Kim quang đang xen vào nhau, tạo thành một kiện pháp bào kiểu dáng đơn giản, khoác lên người lục thanh. Đây chính là công đức chi y, sao, lục thanh mở mắt ra, nhìn pháp bào trên người mình, có chút kinh ngạc. Pháp bào này trông có vẻ mỏng manh, nhưng hắn có thể cảm nhận được, có lực lượng vô cùng thần dị đang lưu chuyển trên đó có thể bảo vệ thần hồn của hắn khỏi sự xâm nhập của tà ma tiểu lang quân đây là viêm cảm nhận được sự biến hóa trên người lục thanh hóa thành hư ảnh từ trong ly hỏa đỉnh kinh ngạc nhìn công đức chi y trên người lục thanh nó có thể cảm nhận được trên pháp y này có lực lượng công đức vô cùng nồng đậm ta có được một môn công pháp sử dụng ánh sáng công đức từ tên ma tu kia vừa thử tu luyện một chút không ngờ lại thành công ngay lục thanh giải thích viêm nó không còn suy nghĩ gì về việc Lục Thanh có được công pháp từ ma tu nữa. Dù sao tên ma tu kia đã bị Lục Thanh thần hồn nô dịch, không thể làm trái ý hắn. Điều khiến nó kinh ngạc là tốc độ tu luyện công pháp của Lục Thanh. Nhìn khí tức trên pháp y của Lục Thanh là biết, môn công pháp này nhất định vô cùng huyền diệu. Nhưng hắn vậy mà lại lặng lẽ tu luyện thành công. Tuy đã không ít lần chứng kiến ngộ tính của Lục Thanh, nhưng, viêm, vẫn không nhịn được mà kinh ngạc một lần nữa lục thanh cảm nhận sự huyền diệu của công đức chi y một hồi sau đó thu nó vào trong cơ thể công đức chi y một khi luyện thành liền có thể tự động bảo vệ chủ nhân không cần hắn phải tốn nhiều tâm thần nữa quả thực là vô cùng huyền diệu chờ khi sư phụ trở về cũng có thể truyền thụ công pháp này cho người xem sau này người có thể ngưng tụ ra công đức chi y hay không cảm nhận được sự huyền diệu của công đức chi y lục thanh càng thêm chắc chắn trong lòng sư phụ luôn luôn có tấm lòng lương thiện làm nghề y mấy chục năm tích lũy được không ít ánh sáng công đức nếu có thể ngưng tụ ra công đức chi y sẽ rất có ích cho người nhưng mà sư phụ mấy ngày nay đã lên núi hái thuốc không biết khi nào mới có thể trở về phải đợi đến khi người trở về lục thanh mới có thể truyền thụ công pháp ngay khi lục thanh đang suy nghĩ đột nhiên tâm niệm của hắn khẽ động hơn mười hơi thở sau một giọng nói từ ngoài sân vang lên lục tiểu lan quân ngươi có ở đó không ngụy gia chủ mời vào rất nhanh thân ảnh ngụy tinh hà đã xuất hiện trong sân ngụy gia chủ chẳng hay lại có chuyện gì xảy ra sao lục thanh thấy vẻ mặt ngụy tinh hà có chút nghiêm trọng liền hỏi là thế này lục tiểu lan quân ta vừa nhận được tin tức do thám tử trong phủ truyền đến nói rằng ở tây châu có một nhóm tăng nhân cường đại xuất hiện trong thời gian ngắn đã thu phục rất nhiều tông phái, thống nhất Tây Châu. Sau đó lấy danh nghĩa huyền không sơn, xây dựng rất nhiều chùa miếu, động tĩnh rất lớn. Ồ, huyền không sơn rốt cuộc không nhịn được nữa, muốn xuất thế rồi sao, lục thanh nghe vậy, nhíu mày. Nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn đã sớm biết từ miệng sát thủ của vô Giang lâu, bí cảnh huyền không sơn ở Tây Châu. Hiện giờ thiên địa đạo âm lần thứ tư đã vang lên, quy tắc thiên địa tiến thêm một bước diễn hóa, tính ra, mấy đại bí cảnh cũng nên xuất thế rồi. Nếu không xuất thế nữa, e rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt khi linh khí khôi phục. Những nơi khác thì sao, có xuất hiện tình huống tương tự không? Lục Thanh hỏi. Lục Tiểu Lan quân liệu sự như thần, không sai, mấy đại châu khác cũng xuất hiện tình huống giống với Tây Châu. Đều là một đám cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện, quét ngang cả châu, xác lập vị trí thống lĩnh của mình có những đại châu nào? Ngụy Tinh Hà lập tức nói ra tên mấy đại châu, khiến Lục Thanh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì hắn phát hiện, vậy mà không có bí cảnh nào nằm trong Trung Châu. Không biết là do thời thượng cổ, khi linh khí khô kiệt, thiên địa suy yếu, Trung Châu thay đổi nhiều nhất, không có bí cảnh nào có thể tồn tại, hay là có nguyên nhân nào khác. Được rồi, ta biết rồi, Ngụy Gia Chủ, hiện giờ biến hóa quá lớn, ngay cả tứ đại bí cảnh cũng không nhịn được mà xuất thế có thể dự đoán thời gian tới thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn cho nên mọi người vẫn nên ở yên trong nhà an tâm tu luyện thì hơn vâng ta sẽ về dạng dò tử hạo và tự an không cần lục thanh dạng dò ngụy tinh hà cũng biết nên làm như thế nào ngay cả tứ đại bí cảnh trong truyền thuyết cũng đã xuất thế tranh giành địa bàn e rằng thiên hạ sắp đại loạn vào lúc này chỉ có kẻ ngốc mới ra ngoài sông pha Húng chi, từ khi Lục Thanh bố trí trận pháp, linh khí ở cửu lý thôn ngày càng nồng đậm, dần dần có dấu hiệu diễn hóa thành một phúc địa. Ngụy Tinh Hà có thể cảm nhận được, khi tu luyện trong biệt viện, không chỉ tu vi tăng trưởng nhanh hơn, mà tâm thần cũng vô cùng an bình. Hoàn toàn không cần lo lắng đến nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Biết tất cả những điều này đều là nhờ Lục Thanh mới thay đổi, Ngụy Tinh Hà càng không muốn lãng phí cơ duyên này. Sau khi Ngụy Tinh Hà rời đi, Lục Thanh chìm vào trầm tư việc tứ đại bí cảnh lựa chọn xuất thế lúc này không nằm ngoài dự liệu của hắn. Thiên địa đạo âm đã vang lên đến lần thứ tư, quy tắc thiên địa cũng diễn hóa đến mức có thể để tu sĩ trúc cơ kỳ tự do hoạt động. Theo lời, Vim, nói, với việc quy tắc thiên địa tiếp tục diễn hóa, tiếp theo, thiên địa sẽ còn có nhiều biến hóa hơn nữa. Ví dụ như một số thiên tài địa bảo rất có thể sắp xuất thế. Thậm chí ngay cả bí cảnh không gian trong truyền thuyết không bao lâu nữa cũng có khả năng sẽ xuất hiện trở lại trong tình huống này tứ đại bí cảnh tự nhiên muốn sớm xuất thế tiến hành bố trí chuẩn bị sẵn sàng cho việc tranh đoạt các loại cơ duyên của thiên địa sắp tới lục thanh nghĩ có nên nhân cơ hội này đi đến tây châu cho huyền không sơn một kinh hỷ hay không dù sao huyền không sơn hiện tại vừa mới xuất thế tuy nói đã thống nhất tây châu nhưng chắc chắn vẫn chưa ổn định nếu hắn nhân cơ hội này đi đến tây châu không chừng có thể cho bọn họ một kinh hỷ lớn suy nghĩ một hồi cuối cùng lục thanh quyết định đáng để thử một lần mối thù giữa hắn và huyền không sơn không thể nào hóa giải thà rằng chủ động xuất kích ra tay trước cho bọn họ một đòn phủ đầu cho dù không thể tiêu diệt bọn họ ít nhất cũng có thể khiến bọn họ bị thương nặng đánh cho tàn phế để bọn họ rối loạn trận tuyến không rảnh đến đối phó với hắn nghĩ vậy lục thanh lập tức bắt đầu chuẩn bị sau đó một ngày sau khi sư phụ từ trên núi hái thuốc về đại trận có người chủ trì hắn liền mang theo tiểu ly lặng lẽ rời khỏi cửu lý thôn đi về phía tây châu tiểu lan quân ngươi thật sự muốn đi tây châu sao trên đường viêm ở trong ly hỏa đỉnh dùng thần hồn truyền âm trao đổi với lục thanh ừm um, ta và huyền không sơn có thù sâu nặng nếu đợi đến khi bọn họ hoàn toàn khống chế tây châu e rằng sẽ ra tay đối phó với ta bản thân Lục Thanh không sợ bị nhầm vào, nhưng Tiểu Nghiên và người dân cửu lý thôn thì chưa chắc. Huyền Không Sơn có thể truyền thừa từ thời đại tu tiên thượng cổ đến nay, nội tình thâm hậu, chắc chắn có không ít ác chủ bài. Trận pháp do hắn bố trí dù sao cũng đã được đơn giản hóa, rất khó nói có thể hoàn toàn bảo vệ thôn làng khỏi sự trả thù của thượng cổ bí cảnh này hay không. Cho nên thà rằng chủ động xuất kích, còn hơn là ngồi chờ bị đánh nếu bí cảnh huyền không sơn kia thật sự là huyền không sơn của thời đại tu tiên thượng cổ tiểu lang quân ngươi phải cẩn thận một chút viêm ở trong ly hỏa đỉnh nhắc nhở thủ đoạn của đám hòa thượng kia không tầm thường ngay cả ở thời đại tu tiên thượng cổ cũng là một trong những thế lực đứng đầu có thể sống sót qua mấy vạn năm linh khí khô kiệt truyền thừa đến nay e rằng bọn họ có không ít thủ đoạn ta biết yên tâm đi tiền bối ta sẽ cẩn thận lục thanh đáp ngươi hiểu rõ trong lòng là tốt rồi. Viêm, thấy Lục Thanh không phải là loại người hành động theo cảm tính, lỗ mãn đi tới, trong lòng cũng an tâm hơn không ít. Nếu là lúc mới khống chế được ly hỏa đỉnh, Viêm, tuyệt đối sẽ không có tâm trạng này. Lúc đó nó bị uy hiếp, giao ra quyền khống chế ly hỏa đỉnh, hận không thể Lục Thanh lập tức chết đi, sao có thể khuyên nhủ hắn chứ? Nhưng sau những ngày này, chứng kiến tư chất tu hành và ngộ tính đáng sợ đến nghịch thiên của Lục Thanh, tâm thái của phim đã sớm thay đổi. Nó biết, với tư chất tu hành của Lục Thanh, chỉ cần hắn không chết yểu, thành tựu tương lai chắc chắn khó mà tưởng tượng. Cho dù là so với những tồn tại cường đại đứng trên đỉnh cao của giới tu hành thời thượng cổ, e rằng cũng không hề kém cạnh. Mà tương lai nếu nó muốn thoát khỏi lồng giam, thì người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Lục Thanh. Cho nên nó thật lòng lo lắng cho Lục Thanh, không muốn hắn gặp chuyện không may. Lục Thanh tự nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Viêm, nhưng hắn không vạch trần. Mà là mang theo Tiểu Ly, tiếp tục đi về phía Tây Châu. Tây Châu cách Thương Châu không gần. Ở giữa còn cách hai Đại Châu, cho dù Lục Thanh có linh phù gia trì, ngày đêm đi đường, cũng mất trọn hai ngày mới đến được biên giới Tây Châu. Đến Tây Châu, Lục Thanh không vội vã tiến vào. Mà là dành thêm nửa ngày để điều chỉnh khí tức, bổ sung thức ăn, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong, lúc này mới chuẩn bị hành động. Dùng năng lực khống chế thân thể cường đại, thì triển bí pháp dịch dung biến hóa có được từ sát thủ của thất sát lâu lúc trước. Biến đổi cơ bắp, xương cốt trên mặt thành một bộ dáng khác. Lại lấy ra một cái mặt nạ quỷ từ trong túi càng khôn nhất mạch đeo lên. Cuối cùng, thần hồn của phù lục trong khiếu huyệt mi tâm biến hóa. Cho dù là hình dạng thân thể hay là khí tức thần hồn của lục thanh, đều hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác hắn tin tưởng cho dù sư phụ đứng bên cạnh cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn không ngờ pháp môn dịch dung biến hóa của phàm nhân cũng có điểm độc đáo viêm nhìn lục thanh đã thay đổi hình dạng sợ hãi thán phục nói từ lời lục thanh nói nó biết hắn thi triển là bí pháp do võ giả phàm nhân sáng tạo ra không khỏi kinh ngạc đồng thời cũng hiểu rằng lần này lục thanh thật sự có chuẩn bị mà đến càng thêm yên tâm trong thời kỳ linh khí khô kiệt võ giả nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh muốn tiến xa hơn do quy tắc thiên địa có hạn nên không cách nào đột phá thêm nữa rất nhiều võ giả không còn hy vọng đột phá thấy không còn hy vọng phá vỡ giới hạn liền chuyển sang nghiên cứu các loại võ kỹ và bí pháp tinh diệu cho nên mới có pháp môn biến hóa này xuất hiện lục thanh cười giải thích theo kiến thức tu hành của hắn ngày càng tăng lên hắn cũng dần dần hiểu được võ đạo đã diễn hóa phát triển như thế nào trong mấy vạn năm linh khí khô kiệt này. Quả nhiên trí tuệ của nhân tộc các ngươi là vô hạn. Sau khi nghe xong, Viêm lại một lần nữa cảm thán. Ở thời đại tu tiên thượng cổ, ngộ tính của nhân tộc nổi tiếng là mạnh mẽ. Cho dù trời sinh yếu ớt, nhưng dựa vào ngộ tính và sức sáng tạo khó mà tưởng tượng nổi, lại có thể lĩnh ngộ, sáng tạo ra rất nhiều công pháp vô cùng cường đại, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Chèn ép yêu tộc và hải tộc, chiếm cứ Trung Châu, nơi linh vận dồi dào nhất, cùng với các châu khác. Thân là khí linh, viêm, không có linh tính này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó mơ ước có một ngày thoát khỏi lồng giam, trở thành sinh linh chân chính. Được rồi, tiểu ly, chúng ta đi thôi. Sau khi trò chuyện với, viêm, vài câu, lục thanh, người đã hoàn thành việc ngụy trang, ôm tiểu ly, bắt đầu đi vào sâu bên trong Tây Châu. Tây Châu này quả nhiên đã thay đổi không ít, Huyền Không Sơn này mua đồ thật lớn. Lục Thanh cảm thán nói. Lúc này hắn đang ở bên ngoài một thành trì nhỏ nào đó của Tây Châu, trước một ngọn núi không cao lắm. giữa sườn núi đang xây dựng rất nhiều kiến tạo miếu Phật, điêu khắc tượng Phật. dưới núi còn có thường dân đang quỳ lạy, vẻ mặt đầy thành kính hướng lên núi hành hương. Cảnh tượng như vậy, Lục Thanh đã gặp không ít trên đường đi. tuy trước kia hắn chưa từng đến Tây Châu, nhưng cũng đã từng tìm hiểu sơ qua biết nơi này tuy có tập tục thờ phật nhưng hẳn là không đến mức thành kính như những gì hắn thấy trước mắt cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa huyền không sơn sẽ thật sự khống chế được toàn bộ tây châu lục thanh hiểu rõ sức mạnh của tín ngưỡng với thủ đoạn của huyền không sơn nếu cho bọn họ thêm chút thời gian e rằng không lâu nữa toàn bộ tây châu sẽ bị bọn họ nắm giữ hoàn toàn vững chắc như thành đồng đến lúc đó khi bọn họ rảnh tay chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó với hắn Mấy tên đầu trọc này, qua mấy vạn năm vẫn dở trò cũ. Viêm nhìn cảnh tượng trước mắt cũng nói, thời đại tu tiên thượng cổ, Tây Châu này chính là đại bản doanh của rất nhiều phật tông. Không ngờ, lần này lại để Huyền Không Sơn một mình làm lớn. Chưa chắc. Lục Thanh thản nhiên nói, Huyền Không Sơn muốn một lần nữa nắm giữ Tây Châu, còn phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Nói xong, liền mang theo Tiểu Ly rời đi, tiếp tục đi về phía trước chùa chiền tượng phật được xây dựng ở đây chỉ là công trình bình thường lục thanh đương nhiên sẽ không làm khó bọn họ mục tiêu của hắn không phải là bọn họ sau khi rời khỏi thành nhỏ kia lục thanh lại thi triển linh phù giống như một luồng gió mát xuyên qua trong rừng núi lần này hắn không đi đến những nơi khác nữa mà trực tiếp đi về phía tây tây châu nếu đã biết âm mưu của huyền không sơn ở tây châu vậy không cần phải làm những chuyện vô nghĩa khác nữa cứ trực tiếp đánh thẳng vào sào huyệt của bọn họ là được dưới sự gia trì của linh phù tốc độ của lục thanh đã vượt ra khỏi phạm trù tiên thiên cảnh nửa ngày sau hắn đi tới phía tây tây châu lục thanh nhìn về phía trước chỉ thấy dãy núi trùng điệp bát ngát nổi bật nhất là một ngọn núi cao chót vót hùng vĩ nằm trên mặt đất rộng lớn mây mù chỉ có thể quẩn quanh giữa sườn núi che khuất phong cảnh trên đỉnh núi linh sơn sơn mạch ta sớm nên nghĩ đến nơi này chính là vị trí cửa vào bí cảnh huyền không sơn lục thanh nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt thầm nghĩ trong lòng linh sơn sơn mạch này tuy không hùng vĩ bằng thánh sơn ở trung châu không có khí thế thần thánh bất khả xâm phạm như vậy nhưng cũng là dãy núi hiếm hoi có khí thế hùng vĩ mà hắn từng thấy ngoài thánh sơn ra thập vạn đại sơn sau cửu lý thôn so với nơi này kém hơn rất nhiều linh sơn sơn mạch này năm đó ta đã từng đến một lần thân ảnh của viêm cũng hiện ra bên cạnh lục thanh nhìn dãy núi mây mù lượn lờ phía trước trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu thời đại tu tiên thượng cổ nơi này chính là tổ đình của phật môn lúc đó linh sơn sơn mạch này còn hùng vĩ uy nghiêm hơn bây giờ rất nhiều bất kỳ người tu hành nào khi đi ngang qua đây đều phải cấm bay không được phép bay qua nếu không sẽ bị coi là khiêu khích phật môn thì ra đám hòa thượng này từ thời thượng cổ đã bá đạo như vậy rồi lục thanh khẽ cười một tiếng quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn ngay cả gốc rễ đã như vậy thì làm sao có thể ngay thẳng được tiểu ly chúng ta đi thôi thần hồn của phù lục trong khiếu huyệt mi tâm của lục thanh chấn động tiếp đó khí tức trên người hắn bắt đầu nhanh chóng thu liễm trở nên gần như không thể dò xét đồng thời thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất cuối cùng hoàn toàn biến mất còn về tiểu ly thì càng đơn giản hơn. Nó chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, đã tiến vào không gian hai lớp, ẩn nấp kỹ càng hơn cả lục thanh. Thần hồn liễm tức thuật, ẩn thân phù. Nhìn lục thanh sử dụng hai pháp môn này để hoàn toàn che giấu thân hình, viêm, cảm thấy sợ hãi thán phục trong lòng. Lục thanh biết thật sự là quá nhiều thứ. Truyền thừa của thần phù môn cộng thêm ly hỏa tông, khiến hắn lĩnh ngộ phù văn không hề kém cạnh thành tựu luyện thể của hắn. Hơn nữa, lục thanh còn cẩn thận hơn nó tưởng tượng rất nhiều không chỉ thi triển biến hóa chi thuật để thay đổi khí tức thần hồn và hình dạng thân thể đeo mặt nạ hiện tại còn thi triển liễm tức thuật và ẩn thân phù hoàn toàn che giấu thân hình thật sự là cẩn thận đến cực điểm không hiểu sao viêm lại có chút thương hại huyền không sơn chọc phải một kẻ địch cường đại như vậy lại còn cực kỳ cẩn thận quan trọng nhất là thiên phú tu hành của kẻ địch này còn mạnh đến mức nghịch thiên lại thêm một con hách dạ linh ly vô cùng xuất quỷ nhập thần có thiên phú không gian chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút viêm đã cảm thấy run rẩy trong lòng nó thậm chí có thể đoán trước được kết cục bi thảm của huyền không sơn sau khi che giấu thân hình lục thanh bắt đầu mang theo tiểu ly lén lúc đi về phía trước linh sơn sơn mạch không lâu sau đã đến trước ngọn núi hùng vĩ nhất kia trên đường đi đều vô cùng thuận lợi dù sao huyền không sơn cũng mới xuất thế không lâu gần đây còn bận rộn thu phục các tông phái của tây châu để sử dụng vẫn chưa kịp xây dựng linh sơn sơn mạch một cách hoàn chỉnh ngay cả hộ tông đại trận cũng chưa bố trí xong tự nhiên không thể nào phát hiện ra hành tung của lục thanh khi đến gần ngọn núi hùng vĩ kia tiếng người ồn ào từ trên núi truyền vào tai lục thanh trên núi cũng đang xây dựng rầm rộ kiến tạo miếu phật và điêu khắc tượng phật quy mô thậm chí còn lớn hơn những nơi khác mà lục thanh nhìn thấy ở tây châu Ví dụ như từ xa hắn đã thấy, trên một vách núi cao gần trăm trượng, rất nhiều thợ thủ công có tu vi võ giả đang tạc một pho tượng Phật khổng lồ hoàn toàn mới. Chỉ riêng phần đầu của pho tượng kia đã cao hơn 10 trượng, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Nhìn pho tượng Phật khổng lồ đã gần hoàn thành kia, Lục Thanh giật mình, mang theo Tiểu Ly, lặng lẽ đến gần. Không lâu sau, hắn đã đến dưới chân vách núi trăm trượng kia, đồng thời cũng thấy mấy hòa thượng đầu trọc mặc áo cà sa màu đỏ, tai to mặt lớn đang đứng trước vách núi cảm nhận được khí tức trên người mấy tên hòa thượng trong lòng lục thanh rung lên khí huyết của mấy hòa thượng đầu trọc này đều vô cùng mạnh mẽ người yếu nhất cũng là tiên thiên cảnh tiểu thành trong đó khí tức trên người tên hòa thượng mặc áo đỏ dẫn đầu vô cùng hài hòa dường như hòa là một thể với hoàn cảnh xung quanh là một cường giả tiên thiên cảnh viên mãn đây là lần đầu tiên lục thanh gặp phải tiên thiên cảnh viên mãn không tính vị thánh chủ thứ ba mà hắn gặp phải ở thánh thành Trung Châu. Lúc đó, người kia sử dụng là khôi lỗi pháp thân, tuy thực lực cường đại, nhưng vẫn có không ít khác biệt so với tiên thiên cảnh viên mãn chân chính. Hơn nữa Lục Thanh còn mơ hồ cảm nhận được, trên người tên hòa thượng mặc áo đỏ dẫn đầu này, ngoài khí huyết cường đại ra, còn có một cổ khí tức đặc biệt khác. Chứng tỏ tên hòa thượng mặc áo đỏ dẫn đầu này, ngoài tu vi võ đạo tiên thiên viên mãn, còn kim tu công pháp khác. Lục Thanh lập tức mở dị năng ra, nhìn về phía người nọ. Mấy hơi thở sau, ánh sáng dị năng màu vàng kim đậm rực rỡ từ trên người tên hòa thượng mặc áo đỏ dẫn đầu kia hiện ra. Đồng thời, mấy tờ giấy cũng hiện lên. Huyền Ý, Đại trưởng Lão Huyền Không Sơn. Tu Vi, Thể Pháp Song Tu, Tiên Thiên Cảnh Viên mãn Mang theo dị bảo Phật Môn, công thủ toàn diện, thực lực cường đại. Lục Thanh lại nhìn về phía mấy tên đại hòa thượng đầu trọc khác, không nằm ngoài dự đoán bọn họ cũng đều là nhân vật trưởng lão của huyền không sơn hắn cũng không bất ngờ về điều này theo lời viêm nói tuy rằng thế lực của tứ đại bí cảnh trốn trong bí cảnh truyền thừa mấy vạn năm nhưng nói cho cùng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi cho dù là bí cảnh cũng là phụ thuộc vào chủ thế giới không thể hoàn toàn ngăn cản sự thẩm thấu của quy tắc chủ thế giới cho nên trong bí cảnh nhất định không thể sinh ra tồn tại quá mức cường đại nhiều nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ viên mãn. Muốn đạt đến Kim Đan cảnh là điều không thể nào. Bởi vì trúc cơ kỳ muốn ngưng tụ Kim Đan, nhất định phải trải qua tẩy lễ của Thiên Kiếp, vượt qua tứ cửu Thiên Kiếp mới được. Đây là quy luật tu hành, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể vi phạm. Mà trong bí cảnh không thể nào ngưng tụ Thiên Kiếp, cho nên cũng không thể nào xuất hiện tồn tại Kim Đan cảnh. Cũng chính bởi vì hiểu rõ bí ẩn tu hành này, nên lần này lục thanh mới dám một mình đến tây châu tìm huyền không sơn gây sự hắn mang theo linh khí đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ cho dù đánh không lại hắn cũng có lòng tin có thể toàn mạng rời đi đại trưởng lão thiền tâm truyền tin tức đến thiết kiếm tông ở phía nam cũng đã đồng ý thần phục tôn huyền không sơn chúng ta làm chủ ngay khi lục thanh vừa mới dùng dị năng dò xét xong tin tức một hòa thượng đầu trọc phía trước nói rất tốt thiết kiếm tông thần phục tây châu xem như một lần nữa hoàn toàn nằm trong sự khống chế của huyền không sơn chúng ta huyền ý hài lòng gật đầu nói hừ nếu không phải lúc linh khí khô kiệt việc mở ra bí cảnh một lần quá tốn kém khiến chúng ta ra vào bất tiện thì tây châu sao có thể bị đám ô uế kia làm cho vẫn đục như vậy bây giờ có thể quy y cửa phật là phúc phận của bọn chúng một tên hòa thượng mặc áo đỏ khác hừ lạnh nói sư đệ đừng nóng giận chính bởi vì thế gian u mê mới cần ta dẫn dắt, việc này đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại tu hành. Huyền Ý lại an ủi. Huyền Ý sư huynh, Tây Châu đã quy về Phật môn chúng ta, chuyện mà chủ trì nói, chúng ta nên làm thế nào đây? Sư đệ đang nói đến tên tà ma đã giết huyền minh sư đệ kia sao? Lục Thanh nghe thấy mấy người kia nhắc đến mình, trong lòng lập tức khẽ động. Không sai, huyền ý sư huynh, huynh cảm thấy tin tức mà vô gian lâu điều tra được mấy ngày trước có đáng tin hay không? Một hòa thượng mặc áo đỏ nói vô gian lâu không đến mức dám lừa gạt chúng ta bọn họ muốn kéo dài tông tộc còn phải xem huyền không sơn chúng ta có từ bi hay không cho bọn họ mượn một trăm lá gan bọn họ cũng không dám dở trò huống chi hôm đó khi tên lâu chủ vô gian lâu kia đến báo cáo ta dùng vệ tâm cũng không phát hiện ra hắn nói dối huyền ý trầm ngâm một chút rồi nói nói cách khác tin tức mà vô gian lâu nói đã điều tra được nơi ẩn náu của tên tà ma kia là sự thật hẳn là không sai không ngờ tên tà ma kia lại xuất thân từ thương châu một tiểu châu nhỏ bé hẻo lánh đúng là vùng đất hoang vu chuyên sản sinh ra tà ma huyền ý sư huynh chủ trì và thái thượng trưởng lão đã ra lệnh nói muốn bắt tên tà ma kia về độ hóa hắn chúng ta khi nào thì xuất phát chuyện này không vội tên tà ma kia là người có khí vận gia thân còn vượt qua cả thiên kiếp thực lực mạnh mẽ chưa chắc đã yếu hơn chúng ta nếu muốn bắt sống hắn cần phải thương lượng kỹ hơn lên kế hoạch cho thật tốt. Chờ sau khi xây dựng xong Linh Sơn, bố trí xong hộ sơn đại trận, rồi từ từ tính toán. Huyền Ý chậm rãi nói. Lục Thanh nghe vậy, lập tức hiểu ra. Tên sát thủ vô gian lâu bị hắn đánh chạy dưới phi kiếm của sư phụ ở Ngụy phủ hôm đó, cuối cùng vẫn bình an trở về bí cảnh Huyền Không Sơn. Cũng dâng lên Huyền Không Sơn những tin tức mà hắn dò la được. Hắn có chút may mắn vì lần này mình đã đến sớm. Nếu không, đợi đến khi Huyền Không Sơn thật sự ổn định được cục diện ở Tây Châu, bố trí xong hộ sơn đại trận, hắn muốn lặng lẽ lẻn vào sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể bị động chịu trận. Dù sao hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng người dân Cửu Lý Thôn và Ngụy Gia thì khó mà nói trước được. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Lục Thanh bỗng nhiên dâng lên. Từ những lời nói chuyện vừa rồi của mấy người kia, hắn nghe ra được huyền không sơn quả nhiên còn có cao thủ ẩn náu trong bí cảnh những người được gọi là chủ trì thái thượng trưởng lão gì đó chắc hẳn là tu sĩ cường đại từ trúc cơ kỳ trở lên nhưng hiện tại người mạnh nhất ở linh sơn sơn mạch này hẳn là mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ trước mắt nhất là huyền ý dẫn đầu đã được gọi là đại trưởng lão chắc hẳn là người đứng đầu huyền không sơn lần này xuất thế chỉ cần chém chết hắn chắc chắn sẽ đủ khiến huyền không sơn rối loạn một phen sát ý dân trào trong lòng, ánh mắt lục thanh càng thêm tỉnh táo. Trước tiên hắn dùng thần hồn truyền âm, phân phó tiểu ly vài câu. Tiếp theo, hắn lặng lẽ lấy chiến đao ra từ trong túi càng không nhất mạch. Thân hình im hơi lặng tiếng, từng chút một đến gần mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ. Ngay khi lục thanh còn cách mấy người kia khoảng 10 trượng, hắn thấy huyền ý đột nhiên biến sắc, kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Lục thanh tâm niệm vừa động, lập tức hiểu rằng mình đã bị bại lộ tâm niệm hắn nhanh chóng xoay chuyển không chút do dự trong nháy mắt khí thế cường đại vô song từ trên người hắn bột phát ra một đạo đao quan sáng như tuyết từ trên người hắn lóe lên quét ngang về phía mấy người trước mặt là ai mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ đều là cường giả tiên thiên cảnh vừa khi khí thế của lục thanh bột phát đã bị bọn họ cảm nhận được lúc này tất cả hòa thượng đều vô cùng kinh hãi không ngờ rằng lại có người đến gần bọn họ mà không bị bọn họ phát hiện, nhưng mà, điều khiến bọn họ kinh hãi hơn là đao quang mà Lục Thanh chém ra. Cô động đến cực điểm, quy lực vô song, chỉ cần cảm nhận một chút, đã khiến tất cả hòa thượng dựng đứng lông tơ, tê dại da đầu, một cổ hàng ý thấu xương từ sâu trong lòng dâng lên. Mau tránh ra, trong nháy mắt, tất cả hòa thượng đều có cách ứng phó riêng. Có người muốn thi triển thân pháp, tránh né đao quang có người trên người có hào quang sáng lên, muốn dùng hộ thể cương khí khổ luyện mà thành để đỡ đao quang. Còn có người lập tức lấy ra đoạn trượng trong tay, nên đón đao quang. Chỉ có huyền ý, người có tu vi cao thâm nhất, khi cảm nhận được đao quang, sắc mặt liền đại biến, gầm lên bảo mọi người tránh ra. Nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi. Đao quang được lục thanh tích lực mà phát, mạnh mẽ đến mức nào. Trong chớp mắt đã đến trước mặt đám hòa thượng sau đó lướt qua người bọn họ bay về phía vách núi phía sau cuối cùng chém xuống vách núi dựng đứng một vết đao sâu không thấy đấy mới dừng lại ầm ầm cùng với tiếng đao khí chém vào vách núi mấy cột máu cũng bắn tung tóe sư đệ đao khí vô cùng mạnh mẽ sắc bén vô song chém lên vách núi dựng đứng tạo ra một vết đao to lớn nhưng điều khiến huyền ý vừa kinh hãi vừa sợ hãi là mấy tên sư đệ trước mặt hắn bị đao khí kia lướt qua chỉ trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe tất cả đều bị chém đứt ngang lưng cho dù là hộ thể cương khí đoạn trượng pháp khí hay là pháp thể kim thân mà các sư đệ vẫn luôn tự hào được tôi luyện trăm ngàn lần trước đao khí tràn ngập sát ý phong mang vô song kia vậy mà đều không thể ngăn cản dù chỉ một chút liền bị chém đứt ngươi là ai nhìn các sư đệ đang lăn lộn trên mặt đất kêu rên huyền ý vô cùng kinh hãi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lục thanh nhưng mà lúc này lục thanh đang đeo mặt nạ khí tức tỏa ra trên người lại càng xa lạ vô cùng, khiến hắn không thể phán đoán được lai lịch của người tới. Pháp thể song tu tiên thiên cảnh viên mãn, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lục Thanh Hoành đao đứng thẳng, giọng nói khàn khàn, có chút bất ngờ nói. Một đao vừa rồi của hắn cũng không hề nương tay. Được xem là một đao mạnh nhất trong trạng thái bình thường của hắn. Vậy mà không thể làm gì được huyền ý, hắn thấy rõ ràng, vừa rồi khi đao khí đến trước mặt huyền ý, trên người đối phương hiện lên một tầng kim quang, dễ dàng chặn được một phần đau khí của hắn. Hắn biết, chắc chắn là do đối phương mang theo dị bảo, tự động bảo vệ chủ nhân. Nếu không, chỉ dựa vào tu vi tiên thiên cảnh viên mãn, không thể nào dễ dàng chặn được đau khí được phát ra từ chiến đao cấp pháp bảo của hắn như vậy. Huyền ý nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong lòng càng thêm kinh hãi. Việc hắn pháp thể song tu luôn là chuyện vô cùng bí mật. Đừng nói là rất nhiều đệ tử trong tông, ngay cả phần lớn trưởng lão cũng không biết rõ thêm vào đó bảo vật trong cơ thể có thể che giấu khí tức và thiên cơ theo lý mà nói hẳn là không ai có thể nhìn thấu lai lịch của hắn mới đúng nhưng người thần bí đeo mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt này lại biết rõ ràng về lai lịch của hắn như vậy điều này khiến huyền ý sau khi kinh hãi càng muốn biết đối phương rốt cuộc là ai a à, huyền ý sư huynh dứt tên tiểu tặc này đại trưởng lão báo thù cho chúng ta mấy tên hòa thượng đầu trọc bị chém đứt ngang lưng không chết ngay lập tức sinh mệnh lực cường đại của tiên thiên cảnh trừ phi thần hồn bị tiêu diệt trong nháy mắt nếu không cho dù bị trọng thương cũng có thể sống thêm một khoảng thời gian rất dài ngược lại là cơn đau vô hạn khiến bọn họ khó mà chịu đựng nổi mất đi lý trí điên cuồng gào thét còn về những thợ thủ công vốn đang tạc tượng phật trên vách núi dựng đứng lúc này đã hoàn toàn ngây người bám chặt vào vách núi không dám thở mạnh thậm chí không dám chạy trốn. Cũng là võ giả, khi cảm nhận được uy lực của một đao vừa rồi của Lục Thanh, bọn họ liền biết, loại chiến đấu cấp tiên thiên này căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể tham gia, ngay cả việc đứng xem cũng có nguy hiểm cực lớn. Ồn ào, Lục Thanh nghe thấy tiếng kêu gào của đám hòa thượng mặc áo đỏ, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, thuận tay vung ra mấy đạo đao khí, chém xuống đất. Tên tiểu tặc này dám, Huyền Ý thấy vậy, cũng không quan tâm đến việc tìm hiểu lai lịch của lục thanh nữa. Lúc này, trên người hắn hiện lên một trận kim quang, nhanh chóng khuếch tán, bảo vệ phần thân thể bị đứt của mấy tên trưởng lão. Đao khí chém lên kim quang, giống như lúc trước, nhanh chóng bị triệt tiêu. Nhưng mà, lục thanh chờ chính là khoảnh khắc này. Ngay khi huyền ý thi triển kim quang, lục thanh cũng hành động. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, tảng đá lớn phía sau bị dẫm đến mức vỡ vụn, đồng thời thân ảnh lục thanh cũng như Thúng di xuất hiện trước mặt huyền ý chiến đao trong tay giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống hung hãn chém xuống một đao lần này lục thanh không sử dụng đao khí mà là chiến đao cấp pháp bảo chân chính chiến đao cấp pháp bảo hoàn toàn được luyện chế từ thiên thạch ngoài vũ trụ bản thân nó có phong mang vượt quá tưởng tượng ngay cả pháp khí phòng ngự cũng khó mà ngăn cản cho nên vòng bảo hộ kim quan kia chỉ trong nháy mắt đã bị lục thanh chém vỡ Lưỡi đao chỉ thẳng vào mặt Huyền Ý, hừ, kim quang vòng bảo hộ bị phá, Huyền Ý không hề hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra vẻ lạnh lùng trong mắt. Khi chiến đao của Lục Thanh sắp đến gần, cánh tay vẫn luôn giấu trong tay áo rộng thùng thình bỗng nhiên xuất hiện, bàn tay rộng lớn tỏa ra kim quang, hung hăng ấn về phía trước. Mà theo một chữ này đánh ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng từ trên người Huyền Ý hiện lên. Mơ hồ có thể thấy, một thân ảnh Phật đà kim quang to lớn từ sau lưng hắn hiện ra, cũng vươn tay ấn về phía lục thanh. Hửm, thấy dị tượng như vậy, lục thanh cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, chiến đao tiếp tục tiến về phía trước, trực tiếp chém lên bàn tay của huyền ý oanh, đao chém trúng tay, dưới sự va chạm của lực lượng cường đại, khí lưu cuồng bạo lập tức tứ tán. Vì thế bột phát ra từ hai đại tiên thiên cảnh, càng khiến cho những người xung quanh hô hấp khó khăn, tâm thần nghẹt thở. Những thợ thủ công trên vách núi dựng đứng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, toàn thân run rẩy nếu không phải bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến bọn họ bám chặt vào tảng đá nhô ra trên vách núi e rằng bọn họ đã sớm rơi xuống như những chiếc bánh chẻo có chút bản lĩnh trong dòng khí lưu cuồng bạo lục thanh thu đao lùi về sau mấy bước nhìn bàn tay lành lặn của huyền ý vẻ mặt hắn lộ ra vẻ bất ngờ một đao kia của hắn vậy mà không thể chém đứt tay của huyền ý pháp bảo công thủ toàn diện lục thanh nhìn hư ảnh phật đà kim Quang to lớn cao khoảng bảy tám trượng sau lưng huyền ý cùng cánh tay tỏa sáng rực rỡ, giống như hoàng kim thủ kia. Hiểu rằng, đây là công lao của dị bảo mà đối phương sở hữu. Có thể đỡ được một đau của chiến đao của hắn, dị bảo mà huyền ý khống chế này ít nhất cũng đạt đến cấp bậc pháp bảo. Cái gì? Lục Thanh tuy bất ngờ, nhưng không biết rằng, huyền ý trong lòng còn kinh ngạc hơn. Hắn không ngờ, mình ngay cả pháp bảo cũng đã sử dụng, vậy mà vẫn không thể làm gì được người thần bí đeo mặt nạ quỷ trước mắt này cảnh giới mà đối phương thể hiện rõ ràng vẫn còn ở cấp độ tiên thiên cảnh, vậy mà lại có thể dễ dàng đỡ được một kích của hắn khi thôi động pháp bảo. Thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm trù tiên thiên cảnh. Hơn nữa, chiến đao trong tay đối phương cũng là một kiện pháp bảo, các hạ rốt cuộc là ai, tại sao lại tập kích huyền không sơn chúng ta, có phải là có hiểu lầm gì không, nhận ra thực lực cường đại của lục thanh, sắc mặt huyền ý lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói. Đồng thời, Tâm thần cũng âm thầm thôi động, một cổ ba động kỳ dị hướng về một nơi nào đó trên núi. Muốn gọi viện binh, thần hồn lực lượng của Lục Thanh nhảy bén đến mức nào? Hắn lập tức phát hiện ra cổ ba động kỳ dị kia. Ánh mắt hắn nheo lại, tên hòa thượng già vốn còn muốn chơi đùa với ngươi thêm một chút, nếu đã vậy, ngươi cứ chết đi, nói xong, một cổ hào quang màu trắng nồng đậm từ trên người Lục Thanh bốc lên. Đồng thời, khí tức trên người hắn cũng đột nhiên tăng vọt, mạnh hơn lúc trước mấy lần. Thân hiện bảo quang, ngươi là thể tu. Sao có thể như vậy? Huyền Ý thấy hào quang màu trắng phát ra từ người Lục Thanh, hai mắt đột nhiên trợn to, vẻ mặt đầy kinh hãi, kêu lên kinh ngạc. Nhưng mà, lời hắn còn chưa dứt, đã thấy thân ảnh Lục Thanh đột nhiên biến mất trước mắt. Một cổ nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt từ trong lòng Huyền Ý dâng lên. Ngay khi Huyền Ý cảm thấy nguy hiểm cực độ trong lòng, thân ảnh Lục Thanh đã xuất hiện trở lại trước mặt hắn đồng tử huyền ý co rút lại trong nháy mắt lần này tốc độ của lục thanh người có khí tức tăng lên gấp mấy lần cũng tăng lên theo với cảnh giới tiên thiên cảnh viên mãn của hắn vậy mà lại không thể nào nắm bắt được thân pháp của đối phương tên hòa thượng già chết đi lục thanh ánh mắt lạnh lùng chiến đao trong tay biến mất trong nháy mắt đó là do tốc độ vung đao đạt đến cực hạn tạo thành ảo giác về thị giác không tốc độ cực hạn mang đến uy lực cực hạn. Khi chiến đao của Lục Thanh xuất hiện trở lại trong tay hắn, bị mọi người nhìn thấy. Hai mắt huyền ý đột nhiên trợn to, tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, thân thể tỏa ra kim quang kia, kể cả hư ảnh Phật đà kim quang to lớn sau lưng, từ mi tâm bắt đầu, xuất hiện một vết nứt, lan ra toàn thân. Thân thể nứt làm đôi, chậm rãi tách ra hai bên. Thần hồn ý thức cũng dần dần chìm vào bóng tối. Đồng thời, một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau. Pho tượng Phật bằng đá khổng lồ trên vách núi dựng đứng, vốn đã được điêu khắc gần sông, cũng nứt làm đôi. Một vết đao dài đến trăm mét xuất hiện trên đó. Thì ra là đao khí do một đao kia của lục thanh chém ra đã đánh trúng vách núi dựng đứng phía sau, kể cả tượng Phật bằng đá phía trên, cũng bị chém làm đôi. Một đao chém ba Phật, huyền ý, hư ảnh Phật đà kim quang, tượng Phật bằng đá trên vách núi một đao kia của lục thanh, uy lực vô tận, liên tiếp chém ba Phật. Vì thế kinh khủng, khiến tất cả mọi người há hốc mồm, tâm thần kinh hãi, chấn động đến mức không thể khống chế nổi. Ngay cả mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ bị chém đứt ngang lưng kia, khi thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, cũng đều kinh hãi đến mức quên đi cơn đau dữ dội trên người. Chỉ nhìn vết đau dài hơn trăm mét trên vách núi dựng đứng, ngay người sững sờ, dường như không dám tin rằng cảnh tượng trước mắt là thật mãi đến khi một đoàn kim quan chậm rãi hiện ra trên thi thể huyền ý mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ mới hoàn hồn đều bi thương kêu gào huyền ý sư huynh đại trưởng lão càng có hòa thượng hét lớn nhanh không thể để hắn cướp đi kim cương y nhưng mà đã muộn ngay khi đoàn kim quan kia xuất hiện lục thanh đã nhận ra khí tức tỏa ra từ đó biết đây chính là pháp bảo trong cơ thể huyền ý hắn không kịp dùng dị năng để dò xét tin tức trực tiếp tiến lên cướp lấy nó ngay khi tay lục thanh vừa chạm vào đoàn kim quang, một giọng nói hùng vĩ từ bên trong kim quang truyền ra. Tên trộm phương nào, dám mơ ước bảo vật của huyền không sơn ta, thì ra bên trong còn ẩn giấu một đạo thần hồn lực lượng cường đại. Không chỉ như thế, đạo thần hồn lực lượng kia còn hóa thành một cổ thần hồn xung kích, đánh úp về phía khiếu huyệt mi tâm của lục thanh, muốn tiêu diệt tâm thần ý chí của hắn. Hừ, thần hồn công kích đột nhiên xuất hiện không khiến lục thanh kinh ngạc khi thần hồn xung kích kia sắp xâm nhập vào khiếu huyệt mi tâm của hắn, trên người hắn đột nhiên lóe lên hào quang. Một hư ảnh pháp y từ trong cơ thể hắn hiện ra, lập tức chặn đạo thần hồn lực lượng kia. Tuy thần hồn lực lượng ẩn giấu trong đoàn kim quang không yếu, nhưng không thể nào quấy nhiễu hắn, liền bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng ngay khi công đức thiên y tiêu diệt đạo thần hồn lực lượng kia, trong lòng lục thanh bỗng nhiên cảnh giác. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong linh sơn sơn mạch. Bởi vì hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức được xưng là kinh khủng đang xuất hiện ở sâu trong dãy núi, hơn nữa còn đang bay về phía này với tốc độ cực nhanh. Trúc cơ kỳ. Hơn nữa còn không phải trúc cơ kỳ bình thường, Lục Thanh trong nháy mắt liền hiểu được, người vừa đến không phải tu sĩ bình thường, mà là cường giả trúc cơ kỳ, hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên ném đoàn kim quang trong tay vào túi càng khôn nhất mạch. Sau đó thần hồn truyền âm, "Tiểu Ly, đi." Nói xong, thân hình đã bay ra ngoài. Nhưng mà, trước khi đi, Lục Thanh lại vung ra mấy đạo đao khí, chém về phía mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ tuy bị chém đứt ngang lưng nhưng vẫn còn sống trên mặt đất kia. A, à, không, đao pháp của Lục Thanh tinh diệu đến mức nào, mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ kia lại đang bị trọng thương, căn bản không thể tránh né. Lập tức bị đao khí của Lục Thanh chém vỡ đầu, chết ngay tại chỗ. Sau khi giải quyết xong mấy tên hòa thượng mặc áo đỏ, thân ảnh Lục Thanh đã tiến vào rừng cây, biến mất trong rừng rậm mà cổ khí tức kinh khủng ở sâu trong dãy núi kia dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, lúc này lại tăng tốc, nhanh chóng bay về phía này. Những thợ thủ công trên vách núi dựng đừng thấy Lục Thanh rời đi, đang định thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại cứng đờ cả người. Chỉ thấy một cổ khí tức vô cùng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới chân vách núi. Đó là một lão hòa thượng mặt tăng bào màu xám một mạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn như gỗ khô, hai hàng lông mày rất dài, giống như bím tóc rủ xuống hai vai lão tăng mặc áo xám đi đến dưới chân vách núi nhìn thấy thi thể của huyền ý và những người khác trong mắt hiện lên một tia bi thương nhưng rất nhanh bi thương liền hóa thành lạnh lẽo hắn ngẩng đầu nhìn về phía những thợ thủ công trên vách núi dựng đứng một cổ sát ý từ trên người hắn hiện lên tên tà ma đã dắt huyền ý và những người khác kia chạy đi đâu rồi bị lão tăng mặc áo xám nhìn chằm chằm những người thợ thủ công lạnh toát cả người tâm thần run rẩy không ngừng nhưng bọn họ không dám không trả lời câu hỏi, run rẩy, sợ hãi vươn tay, chỉ về phía rừng cây. "Bẩm, bẩm đại sư, người, người kia chạy về phía đó, lời còn chưa dứt, thân ảnh lão tăng mặc áo xám đã biến mất khỏi chỗ cũ, đuổi theo hướng rừng cây." "A à Thanh, tại sao chúng ta phải chạy trốn, Tiểu Ly có thể đánh bại người kia mà." Ở một nơi khác trong rừng cây, Lục Thanh đang thi triển thân pháp, dưới sự gia trì của linh phù, nhanh chóng rút lui. Tiểu Ly nằm gọn trong lòng Lục Thanh thì có chút khó hiểu. Tuy rằng khí tức xông ra từ sâu trong dãy núi kia rất mạnh, nhưng nó cảm thấy mình và A Thanh chưa chắc đã thua hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.